Chương 16. Tôi gửi gắm phê bê người chị em chúng ta cho anh em, người là nữ chấp sự của hội thánh. Sankere, hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em, vì chính người đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Hãy chào Berusin và Aquila, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Giêsu Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi. Ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả các hội thánh của dân ngoại nữa. Cũng hãy chào hội thánh nhóm lại nhà hai người. Hãy chào Ebenet, là người rất thiết với tôi và đã nên trái đầu mùa trong xứ Asi cho Đấng Christ. Hãy chào Mary, là người có nhiều công khó vì anh em. Hãy chào Antronica và Junia, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy. Hãy chào Amelia, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. Hãy chào Urban, bạn cùng làm việc với chúng tôi chân Đấng Christ. Và Etachi, là kẻ rất thiết với tôi. Hãy chào Abel, người được tiếp nạp trong Đấng Christ. Hãy chào các người ở nhà Aristobu. Hãy chào Herodion, là bà con tôi. Hãy chào các người ở nhà Narcissus, là những kẻ ở trong Chúa. Hãy chào Tiphoner và Triphoser, là hai người làm việc cho Chúa. Hãy chào Bersider, người rất thân với tôi và đã làm việc nhiều cho Chúa. Hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi. Hãy chào Asinkerit, Phelagon, Hẹp Mê, Patroba, Hẹp Ma, và các anh em ở với họ. Hãy chào Philoburger và Guli, Nere và chị người, Olim, và hết thảy các thánh đồ ở với họ. Anh em hãy lấy cái hung thánh mà chào nhau. Hết thảy các hội thánh của Đấng Christ chào anh em. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Hãy tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi. Vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch đối với điều dữ. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở cùng anh em. Timôthê, kẻ cùng làm việc với tôi, chào anh em. Lucius, Jason và Sosibate là bà con tôi cũng vậy. Tôi là Tẹt Tiêu, người chép bức thơ này, chào thăm anh em trong Chúa. Giai Úc là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả hội thánh, chào anh em. Erac, quan kho bạc thành phố, và qua Luther, người anh em chúng ta, cũng chào thăm anh em nữa. Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Giêsu Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm và lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước, mà bây giờ được bày tỏ và theo lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân điều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin nhân Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện sinh vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời, khôn ngoan có một, đời đời vô cùng. Amen.